Chào các bạn đến với kênh Cơm Tiệm TV của mình nha. Thì hôm nay mình làm món cá rô kho tộ, mình chia sẻ các bạn cùng làm nha. Thì hôm nay mình mua được hai con rô rất là to và ngon, mình chia sẻ các bạn cùng làm. Thì để làm món cá rô kho tộ thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau nè. Ta đi chợ, ta chọn hai cá rô mập và to cho ít xương nha các bạn. Chúng ta mần sạch sẽ, móc ruột ra hết, chúng ta cạo dẫy sạch hết những cái dẫy mà ngay cái gần cái mang đó các bạn. Rất là khó cạo, chúng ta cạo cho sạch hết. Rồi, chúng ta chuẩn bị một chén tép mỡ và có nước luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là đường và hạt nêm, tiêu và nước mắm ngon và hành tỏi băm và ớt xay, ớt tiêu xanh, hành tím, ớt trái và hành lá. Rồi bắt đầu chúng ta đi ướp cá rô nha các bạn. Ta cho hai con cá vào một cái tô lớn chúng ta để ướp cho vị. Rồi tiếp theo là chúng ta cho hành tím băm với tỏi băm ta cho vào. Rồi tiếp theo là chúng ta cho đường thì chúng ta cho hai muỗng đầy các bạn. Hạt nêm chúng ta cho một muỗng hơi lưng chút. Rồi tiếp theo nước mắm ngon chúng ta cho hai muỗng. Nếu mà có nước mắm ngon độ đạm 40 độ đạm thì càng ngon hơn các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta cho một ít tiêu vào các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta trộn lên cho nó thấm đều gia vị, thì chúng ta để khoảng 1 đến 2 tiếng rồi cho thấm gia vị hết, chúng ta hay kho. Rồi tiếp tục là chúng ta xắt hành lá và xắt hành tím nha các bạn. Rồi ớt trái chúng ta dùng hai trái được các bạn, sắc làm đôi là được rồi. Rồi bỏ kho nguyên khúc cho nó ngon. Đây bắt đầu chúng ta kho cá này các bạn. Rồi dùng cái bếp, dùng cái nồi đất chúng ta kho cá. Rồi ta bắt cái nồi lên, cho cái nồi nó nóng lên, nó cho mỡ heo các bạn. Chúng ta cho 3 muỗng kho cá, chúng ta kho mỡ heo nó mới ngon, nó béo. 3 muỗng mỡ. Ta cho 1 muỗng đường vào các bạn. Ta đun khi nào mà cái đường nó có màu cánh ván thì chúng ta cho ớt xay vào các bạn. Lúc này chúng ta khử mùi tanh cá bằng ớt xay nha các bạn. Cho ớt xay trước nó bán cái mùi tanh của cá. Rồi đường nó màu cánh ván này chúng ta cho ớt xay trước. Rồi tiếp theo chúng ta cho hành tím băm với tỏi băm vào. Rồi tiếp tục chúng ta cho cá vào các bạn. Rồi ta chở vào. Rồi chúng ta chở cá này các bạn. Có cái màu cánh gián rất là đẹp rồi các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta cho cái phần nước. Nước ta chán cái tô lại vô đó các bạn. Nước gia vị chúng ta chán cái tô vào. Rồi tiếp theo chúng ta cho ớt, hai trái ớt vào. Rồi 1 2
cộng tiêu vào nha các bạn. Rồi, ta cho thêm một ít nước nữa, rồi cho nó thêm thiếp cá, rồi chúng ta đậy nắp chúng ta kho các bạn. Ta kho khoảng 15 phút chúng ta dỡ ra. Rồi cá cũng đã thấm hết rồi, chúng ta nêm nếm lại cái phần gia vị coi nó vừa ăn chưa. Nếu mà chưa vừa thì chúng ta cho thêm gia vị nha các bạn. Chúng ta thấy hơi lạc chúng ta cho thêm nước mắm. Rồi chúng ta cho thêm 2 muỗng nước mắm nữa các bạn cho vừa ăn. Rồi tiếp tục chúng ta cho phần tép mỡ vào nha các bạn. Tép mỡ chúng ta lựa tép mỡ lưng con heo các bạn. Mỡ lưng con heo chúng ta thắng cho nó giòn và nó ngon. Rồi, chúng ta cho một ít hành tím vào, ta trang trí cho nó ngon và nó nước dùng cho nó thơm nha các bạn. Bạn thấy rất hấp dẫn không? Cái nước nó sền sệt, nó sôi ục lên rất là ngon và hấp dẫn. Chúng ta cho một ít tiêu xanh, còn lại chúng ta cho hết luôn các bạn, cho một ít gốc hành nữa. Rồi ta trang trí thêm một ít hành lá nữa các bạn. Các bạn thấy không? Rất là ngon, hấp dẫn đó các bạn ơi. Các bạn nếm làm sao mà có vị là mặn và ngọt hay các bạn. Ngọt không có không được mà mặn không có không được, có vị ngọt và mặn nó mới ngon. Rất là hấp dẫn. Lúc trời mưa có một thố cá rô kho tàu ăn cùng một chén cơm nóng rất là ngon các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hữu ích thì các bạn cho mình một like và một đăng ký và chia sẻ cho người thân cùng làm món này nghe các bạn. Món này làm ăn rất là ngon với cơm trắng. Các bạn nhớ đón xem video của mình, lần tới mình sẽ quay cho các bạn xem món tôm kho tàu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.